Chào anh em và tất cả các bạn. Thì hôm nay là ngày đầu năm mới, ngày 19 tháng Giêng năm 2020 của anh em đây. Ngày mai là ngày 10 thì Vinh mới chính thức là mở tiệm làm lại. Nhưng mà hôm nay có ông anh gần nhà nhờ là cái con xe này mà anh em nó đang bị báo lỗi trên đồng hồ, cái đèn vàng đó anh em, nó báo lỗi. Thì nó bị báo lỗi như thế thì nó sẽ bị cái tình trạng là cái xe đỡ lâu hết bình anh em ạ. Xe đỡ lâu là hết bình, cái tình trạng hết bình, xuống điện, tự động xuống điện anh em. Thì đỡ bây giờ mình sẽ bật thử cái con xe này. Hôm nay mình làm một clip đầu anh em, mình chia sẻ cùng anh em với cái lỗi này anh em ha. Cái dòng xe Novo 4 này, lợi ích này là nó không có phun xăng điện tử. Nó xăng cơ anh em ha. Bộ xăng bình thường, không phải phun xăng điện tử anh em ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành bật lên thử nó có thông báo lỗi như thế nào anh em ha. Anh em, cây đèn vàng đã sáng này, cây tắt này. Đó, và đang nháy báo lỗi này anh em. Đó. Nháy một chậm này anh em, một chậm. 1 2 3 4 5. Một chậm và năm nhanh anh em ơi. Đó là đang bị lỗi số 15 là cái con cảm biến turbo đó anh em. Con cảm biến turbo thì cái này nó trang bị hai con cảm biến, một là cảm biến nhiệt độ động cơ, hai là cảm biến turbo ở trên chỗ cái bộ xăng đó anh em. Trên chỗ bộ xăng đó. Thứ nhất là hư hai con cảm biến đấy. Cái thứ hai là nó bị đứt mạch dây của cái dây nào đó anh em ha. Thì cái con xe Novo này mình thấy Vinh thấy là cái dàn dây nó quá tợ. Cho nên mình suy đoán là nó chắc có lẽ là nó bị dàn dây thôi anh em ha. Dàn thôi. Lúc nãy là mình cũng làm một chập, lây hay một chập nhưng mà cũng chưa có ra. Thì sau khi mình đã biết được cái lỗi của nó thì bây giờ Vinh sẽ tiến hành làm clip này cho anh em cùng tham khảo ha. Đây anh em, đây là một con Novo LX No 4 đời đời anh em ơi, đời đầu No 4. Cái dàn dây này nó đã quá tợ. Cái dòng xe này là không phải bung xăng điện tử anh em ơi. Nhưng mà nó cũng trang bị hai con cảm biến, một là cảm biến nhiệt độ động cơ này anh em, và con cảm biến turbo nằm chỗ đây. Cảm biến turbo nằm chỗ đây, cái dây cảm biến đó anh em ơi. Dây cảm biến turbo nằm chỗ đây, là cảm biến chỗ xanh đó. Thường thường anh em gọi là cảm biến xanh đó anh em. Đó nó có tác dụng là sáng ngày đờ cho nó dỡ nổ khi máy nguội rồi anh em. Thì lúc nãy là Vinh mở ra Vinh thấy nó đứt hết dây mát này anh em. Vinh đã câu dây mát lại, chạy luôn dây mát, chuột nó cắn đứt hết anh em. Và dây này nó cũng bị đi cháy, nó nói chung là cũng nát rồi. Nhưng mà bây giờ này mùng 9 thì hãng họ chưa làm, cho nên mình chưa có mua dây thay được, chỉ có làm đỡ lại cho anh đi thôi, nối lại đỡ cho anh đi thôi. Vừa ngày mai là có việc đi Sài Gòn đó anh em. Đó về vừa ăn Tết thì ngày mai bắt đầu đi vô Sài Gòn làm lại. Đó thì lúc nãy Vinh đã thử này anh em. Vinh đã thử thì Vinh đã biết được nó đã bị lúc ra Vinh thấy thì Vinh đã thấy nó đứt cái mạch dây này anh em ha. Anh em hãy rút cái rách con cảm biến turbo này ra. Đây anh em, đây cái rác cảm biến đây. Bây giờ là hết Tết nhưng vẫn còn xuân, cho nên anh em xung quanh cũng còn ăn chơi nhậu nhạt, cho nên hơi ồn ào chút, cho nên anh em thông cảm nha. Đây anh em, lúc nãy mình rút cái rác ra là mình đã thấy nó bị đứt cái dây này rồi nè. Cái này nó gồm 3 dây anh em ha. Một là dây mát. Mát là mát từ ISO xuống anh em ha. Mát từ ISO xuống, mát sạch từ ISO xuống. Và một cái nguồn, nguồn cấp từ ISO xuống là nguồn 5V anh em ha. Nguồn 5V. Và một dây được thông báo về ISO là nó tất cả là 3 dây. Nếu như mà đứt một trong 3 dây này thì nó sẽ báo lỗi cái con cảm biến này. Thì cái đây nó đã bị đứt cái dây màu vàng sọc xanh này nè, màu vàng sọc xanh.
Thì bây giờ mình sẽ tiến hành bên bây giờ đã đứt xác quá nè, đứt xác quá thì sẽ tiến hành bên nối lại. À, nó đứt khá là xác. Chắc là phải mình lấy cái hàng chì mình hàng lại thôi anh em ạ. Bây giờ này mình không có cách nào mình nối vô đây được. Và đây anh em, bây giờ mình sẽ tiến hành hàng lại anh em ha. Mình sẽ hàng hai cái đầu này và lại cho nó chắc luôn em ha. Không có nấu nấu thì nó sẽ dễ bị oxy hóa. Đó. Vinh đã hàng xong anh em ha. Đó, và anh em lưu ý này, ở không những mình kiểm tra cái phần rác này và cái đoạn đường dây từ dưới này lên ISO kiểm tra, mình đo thông mạch hết anh em ha, đo thông mạch hết và mình tháo luôn cái phần ISO đó anh em, ở cái phần sau của ISO này, phần ISO nó nằm phần đuôi đít, mình kiểm tra lại luôn anh em ha. Cái con xe này là Vinh tháo từ từ đuôi cho tới này luôn, mình kiểm tra hết. Tại vì cái con xe này cái dàn dây nó nối đi nối lại rất là nhiều lần rồi nè ha. Nó rất là dở oxy hóa. Bây giờ Vinh sẽ tiến hành cắm cái rác này lại. Thì ở dưới này là đứt cái dây màu vàng chọc xanh anh em ha. Thì phía trên ISO lúc nãy Vinh có kiểm tra thì nó cũng đứt luôn cái dây màu xanh này anh em, xanh da trời này. Đó, thì lúc trước xước là người ta nối một cái đoạn dây ở phía sau này từ cái đoạn xanh da trời này bị chuột cắn đó anh em, nhưng mà nó bị oxy hóa, nó cũng bị đứt luôn, thì nó sẽ thông báo lỗi về cái lỗi turbo này. Đó, không những đứt một dây mà đứt hai dây luôn anh em ơi. Cho nên nếu như anh em mà kiểm tra ở dưới này mà không được thì anh em hãy nên kiểm tra cái phần sau kia anh em ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành bật cái chìa khóa lên thử. Bật xe lên. Thử con có thông báo lỗi anh em ha. Đó, đèn vàng sáng và tắt. Đó. Không còn thông báo lỗi nữa anh em ơi. Không còn thông báo lỗi nữa. Đó. Thử test và mở lại. Đó, không còn thông báo lỗi nữa. Đó. Thì lúc nào khi mình test khóa anh em, nó cũng có một cái nguồn điện cung cấp trực tiếp vào trong ISO. Đó, mà nếu như mà cảm biến nó bị lỗi thì nó sẽ gây ra cái tình trạng tuột bình anh em ơi, tuột bình. Đó, khi mình đỡ đêm sáng hay là xe mình đỡ 2-3 ngày nó sẽ tự động hết bình anh em ơi. Đó, điều đó phải sạc lại là điều đương nhiên.
Đó. Đó, và đây anh em, cái đoạn dây mà lúc nãy Vinh vừa nói lại đây. Đó. Lúc trước kia là những người thợ khác họ nói cái dây này là cái dây nhôm nên em đây. Đó. Cho nên hạn chế mình nói dây xe thì mình đừng có nên nói dây nhôm nên đây. Nên nói dây đồng cho nó chắc. Còn dây nhôm thì nó rất là dễ oxy hóa thì nó sẽ bị hỏng lại nhanh anh em ha. Mình lấy tốt nhất mình lấy dây rin trong cái xe đó, và mình dây bỏ trong xe mình bỏ ra thì mình cắt mình nói nó hay hơn anh em ha. Đó, thì nó bị đứt cái dây này nữa. Nếu như mà mình rút cái dây này ra thì nó cũng sẽ thông báo lỗi y như đó anh em ha. Đó. Đứt một trong ba cái dây cảm biến đó thì nó cũng sẽ báo lỗi. Thì mình sẽ thử rút ra này anh em ha. Rút ra luôn. Đó, rút cái dây này ra và bật khóa lên cho anh em xem. Đó, nó tiếp tục thông báo lỗi anh em ơi. Đó, tiếp tục thông báo lỗi. Lỗi 15, một chậm và anh em nhanh. Đó, một chậm là tượng trưng cho 10 anh em ơi. Đó. Và đây, bây giờ Vinh sẽ nói lại, thử nói lại và bật khóa lại cho anh em xem ha. Đó, khi mình nối lại thì nó sẽ cái đèn vàng trở lại bình thường, nó không sẽ không nháy nữa anh em ha. Đó, nó không còn nháy nữa mặc dù mình đang bật khóa này anh em ha. Đó, giờ mình tắt khóa bật lại. Đó. Đó, đèn vàng đã tắt không nháy nữa anh em ha. Đó, vậy là cái video của Vinh hôm nay đến là kết thúc. Chúc anh em nhiều sức khỏe và thành công hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Thì nhân dịp năm mới, Vinh cũng kính chúc anh em và gia đình nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công hơn. Và nếu yêu mến Vinh thì đừng quên đăng ký kênh, ủng hộ Vinh anh em nhé. Để Vinh có thêm động lực làm những video sale được tốt hơn, được hoàn hảo hơn. Xin chào anh em yêu mến ha.